Những năm gần đây, từ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng ở huyện Chi Linh đã tuyên truyền, vận động cũng như mở các lớp tập huấn hội thảo, tham quan học tập, nên bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã tiếp thu nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật và mạnh dạn đầu tư để áp dụng vào trong chăn nuôi chuồng trại. Dần bỏ thói quen chăn nuôi thả như trước đây, nên đời sống kinh tế hộ gia đình ngày một ổn định. Minh chứng điều này có thể kể đến anh Ca Kim ở thôn 5 xã Liên Đầm là một trong những điển hình cho việc phát triển kinh tế hộ gia đình và làm giàu từ nuôi bò sữa. Trong cái nắng gắt của những ngày đầu mùa hè, chúng tôi gặp lại anh Ca Kim ở thôn 5 xã Liên Đầm, huyện Di Linh, vẫn miệt mài cắt cỏ về cho đàn bò sữa 16 con. Để có được kết quả như hiện tại, Ca Kim không quên những ngày đầu chập chững bước vào chăn nuôi bò sữa. Anh được sự quan tâm của Hội Nông dân huyện tham gia vào các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo về phát triển chăn nuôi bò sữa, các buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nuôi bò sữa và Ca Kim còn trực tiếp đi tham quan các mô hình chăn nuôi bò sữa của các nông hộ trong huyện cũng như các địa phương khác là Đức Trọng, Đơn Dương. Khi tận mắt thấy các hộ người đồng bào thiểu số này chăn nuôi bò sữa thành công và mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã về bàn bạc với gia đình và quyết định đầu tư chăn nuôi bò sữa. Vào tháng 9 năm 2018, anh mạnh dạn phá hai sào trồng cà phê cho năng suất thấp để chuyển sang trồng cỏ VA06 do Trung tâm Nông nghiệp hỗ trợ theo dự án phát triển bò sữa giai đoạn 2016-2020. Anh gom hết số vốn tích góp từ nhiều năm là 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại nuôi bò sữa, khu vực dự trữ thức ăn và các dụng cụ phục vụ chăn nuôi. Sau 2 tháng trồng cỏ cho thu hoạch, anh tiếp tục vay vốn ngân hàng 180 triệu đồng để mua 4 con bò sữa đang mang thai về nuôi. Sau hơn 3 năm chăn nuôi, từ đàn bò sữa ban đầu, giờ đã tăng lên 16 con, trong đó có 6 con đang cho sữa, trung bình thu về 100 lít mỗi ngày. Anh bán cho công ty sữa Vinamilk với giá 14.000 đồng một lít. Sau khi trừ chi phí thức ăn, thuốc thú y và các khoản khác, anh dư được hơn 300.000 đồng một ngày. Thì cái nguồn vốn từ Hội Nông dân xã rồi đến ngân hàng á, thì nó cho vay, rồi sau đó mình cứ nhờ bên Hội Nông dân mới được làm ra cái nên bò sữa này. Về kinh tế thì cũng tạm ổn, tại vì cái nuôi bò sữa này thì cũng có, tại vì nhà nó ít thôi thì họ có, họ thì nuôi cả chục con thì lời cũng nhiều hơn tí. Thì trước tiên là mình phải chăm sóc chuồng trại này, rồi máy móc, rồi đó là rồi sau đó đến thức ăn bò. Không giữ riêng sự thành công cho mình trong chăn nuôi bò sữa, và chính Ca Kim đã trở thành khuyến nông viên tự nguyện hướng dẫn giúp đỡ các hộ đồng bào dân tộc khác trong thôn buôn phát triển bò sữa. Hiện nay kỹ thuật chăn nuôi bò sữa đã không còn quá khó đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nuôi bò sữa đều có thu nhập cao ổn định và có mong muốn mở rộng quy mô đàn. Từ sự phát triển vượt trội này đã làm bước đệm để Ca Kim tiếp tục có hướng phát triển trong tương lai. Sắp tới thì nhờ cũng nguồn vốn của bên Hội Nông dân rồi cái các ngân hàng ấy, chứ bây giờ nguồn vốn thì có vốn nhà thì vậy thôi, mà nếu mà có vốn thì chắc nhà thì tính mở rộng thêm. Hộ anh Ca Kim ở thôn 5 xã Liên Đầm là hộ đồng bào dân tộc Cờ Ho nuôi bò sữa duy nhất trong 25 hộ chăn nuôi bò sữa tại huyện Di Linh. Nếu so sánh hiệu quả chăn nuôi bò sữa của anh Ca Kim thì vẫn còn thua một số hộ người kinh chăn nuôi bò sữa. Nhưng mô hình này đang là gương điển hình, là hình mẫu để tuyên truyền vận động và đã mở ra hướng chăn nuôi phù hợp cho người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tại huyện với nguồn thu nhập ổn định, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương, đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Với cái sản lượng cũng như là đàn bò như thế này thì về cuộc sống rất là ổn định so với mặt bằng chung của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác. Thì ông Kim đây cũng là một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi 3 năm liền. Qua cái chăn nuôi bò sữa trong của ông hộ công này thì hội nông dân tôi cũng đang rất là khuyến khích các hộ nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác là tiếp tục học hỏi và nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò sữa của hộ Mua Kim này để bà con bên đồng bào dân tộc thiểu số là có cuộc sống ổn định hơn. Hiện nay toàn huyện Di Linh có 920 con bò sữa được nuôi tại 25 hộ dân
và một trang trại bò sữa Vinamilk. Gương điển hình về chăn nuôi bò sữa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số như hộ gia đình anh Ca Kim đã tiên phong trong việc tự thân phát triển kinh tế, không trông chờ ỷ lại vào mọi nguồn lực và hơn hết là góp phần chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi từ phương thức chăn thả sang chăn nuôi tập trung, cùng chung tay thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.